Rồi hiện tại em đang lên đó, em đang lên 5 bộ mấy con đi giao khách cho quý chị. Đó. Tìm kiếm được khách 5 bộ mấy con ấy, là mấy con thằng đậu không quý vị. Mấy con được không? Rồi. Rồi đi tiếp tục cái video đang bán hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ kem tơ mới đẻ lứa đầu tiên này cô chú chị. Đó thì nói chung thì hiện tại đang giữ con được ba bê kem đít muối ha. Đó thì nói chung thì hiện tại đang giữ con được ba bê kem đít muối luôn cô chú chị. Đó con mẹ này thì mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Đó thì cô chú chị nào thấy bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại để tôi hình. Đó thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 28 triệu. Đó 28 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, còn 28 số ha. Con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua mộ em. Đó thì con mẹ này chiều cao là phía sân khu là em đo 1m33 tới 35 bò của chú chị. Đó 1m33 tới 35 bò được. Con cái thì mẹ thì mẹ tơ, đó mẹ tơ đầu tuổi luôn, mẹ tơ mới để lứa đầu tiên. Đó, em nó giữ con đực thì đó thì nó giữ con đực này thì hiện tại 3 tháng tuổi đi của chú chị. Đó con đực ba bê kem nít muối ha. Đó con đực thì chân móng thì hoàn thiện, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó em đã đẻ con ra mát sữa thì khỏi nói luôn của chú chị. Đó thì bà con nào thấy ưng thì mua về để làm giống sản nha, thì ghi hình em có thương lượng xuất trái với bà con mình hết rồi. Đó từ tướng tá chân móng cấp mình nè cô chú chị, con mẹ nè. Đó con mẹ thì mẹ con này thì chân móng chưa muốn so, xương tóc thì cũng rất to. Đó không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó em nói con đực nè cô chú chị. Con đực cái đít nè, cái dàn dai của nó nè cô chú chị coi nè. Đó cô chú chị thấy cái dàn dai của nó không, dai là dây đôi ha. Đó giờ là dây đôi đít nè. Đó còn con mẹ thì cái lưng thì nghiêm chỉnh. Đó con mẹ cái lưng thì nghiêm chỉnh, đầu thì rụt trụi cô chú chị. Đó rụt trụi ha, và dù kia giảm luôn. Đây mẹ chân móng nè, đó chân móng là chân móng sò. Đây chân móng là chân móng sò nè cô chú chị. Đó con mẹ này thì rúng tầm khoảng 2 phân. Đó bù vú thì to nè. Đó vú thì em quan sát thì 4 vú bự, có một cái vú đeo, 2 vú đeo gì cô chú chị. Đó mặt mày nè. Đó đầu trụi. Đây con mẹ này thì sẽ mặc ngay miếng mắt qua ha. Đó nói chung thì bộ lai dòng lai mà sái tích thì giờ ta cũng chăm chế của chú chị. Đó thì bộ mấy con này giá là 28 triệu. 28 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, cùng 28 số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì liên hệ số điện thoại để thông hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó thì em kinh sang nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa thì 7 giờ tối một ngày. Đó thì bà con nào cũng mua bò vô béo hoàn sản vào 20 giờ của ưng thì điện cho em ha. Quýnh mẹ ra đây. Đây mẹ nè, tướng tá cấp mình này. Em nói mẹ để con rắc mắt sữa luôn cô chú chị. Cái cây rỗi. Đó con mẹ nè, được con cái thì mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn. Giữ con đực thì nói chung thì 3 tháng tuổi. Đó em mới con đực bán sữa thì khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó nó dòng ba bê kem, ba bê đít muối á. Đó tướng tá cấp mình nè. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Nó nói chung thiệt ưng mình nó mua ha, thì tất kia hình em cũng thương lượng xuất giá bà con mình hết rồi. Thì đối với bộ mẹ con mình đẻ rồi thì bên em bán sẽ bao lội cô chú chị trong vòng 3 tháng. Đó nếu việc lưu ý được chặt thì bên em mới thâu bò về. Đó hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đây chân móng tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó chân móng tướng tá cấp mình. Đó thì nói chung thì đi toàn gấp xe không á, bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Đó thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu để mình mua bò gì mình làm giống sinh sản nè, nuôi vú béo thì bà con mình có quyền lựa ha. Đó mình lựa cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua. Đó còn giá cả không hợp lệ thì bà con mình đợi kiếm con khác ha. Nhưng mà em nó đẻ con được rắc mát sữa luôn cô chú chị. Đó không được rất mát sữa luôn. Đó thì bộ mẹ con này giá là 28 triệu. Đó 28 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, gần 200 số. Đây tướng tá cấp mình. Đó con được con mẹ nè. Đó mẹ thùng dạo tướng tá nè. Không được con cái thì để con rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó thì em kinh sang nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối một ngày. Đó thì bà con nào cũng mua bò vô béo bệnh sẵn rồi 20 giờ của ưng thì điện cho em ha. Đó thì con mẹ này mẹ tơ, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Đó con thì được 3 tháng tuổi của chú chị. Đó 3 tháng tuổi ha. Con mẹ thì mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên. Mẹ thì chiều cao 1m33 tới 35 bò. Đó 33 tới 35 lò.
Đó, giá là 28 triệu. Đó, 28 triệu là bao ship cho chú chị tới nhà luôn. Đó, tổng dòng 200 số ha. Đó, thì bà con nào thấy ưng cái liên hệ số điện thoại chân thành. Đó, thì hình ảnh về giá cả của bộ mấy con em gửi đến đầy đủ cho chú chị xong. Đó, thì để bây giờ tiếp tục cái video đông ngắn ngày hôm nay.